Em chào tất cả các anh chị yêu Lan nhá. Hôm nay là phiên trưa ngày 17 tháng 10 năm 2024 ạ. Hôm nay thì đúng là bắt đầu em mới bắt đầu trả đơn cho anh chị tất cả những đơn hồ lượp khủng long hôm qua mà hôm kia mà anh chị đặt. Nhưng em đợt này thì hàng đi nó nhiều ấy, nên là bọn em đóng hàng nó sẽ không nhanh được như bình thường đâu. Nên nếu mà anh chị mà từ cái thời điểm anh chị đặt hàng mà ví dụ như 2-3 hôm mọi người chưa nhận được ấy, thì cũng có thể là nhà em đóng hàng nó hơi chậm, nên là mọi người thông cảm nhé. Đây này, những cái đơn hồ điệp khủng long anh chị bây giờ còn chưa đóng xong, mà tối hôm qua em vừa like cho anh chị đến cái dòng ngọc trai đen này. Tất cả những đơn ngọc trai đen khách hàng chốt thì vẫn còn đang xếp ở trên kệ, còn chưa đóng hàng đi đâu ạ. Đấy, nên là lần này khi mà bọn em xác nhận đơn xong ạ, thì bọn em sẽ cân đối thời gian để đóng gói anh chị. Nói chung là nó sẽ chậm từ một ít nhất là 1 đến 2 hôm. Một số những loại nào cây của nó ẩm ướt thì bọn em vẫn phải hong khô nữa trước khi gửi hàng ạ. Hàng thì nhà em về liên tục, nên là không phải là nhiều đơn bọn em không có lên video nữa. Nhưng mà bọn em về liên tục hàng nên là em vẫn lên video cho anh chị. Đấy, anh chị nào chốt đơn thì cứ chốt đơn cho em. Em sẽ giữ cây và em để cây cho anh chị. Đây, những cái đơn hàng bây giờ em vẫn đang đóng và nhận đi cho khách. Đóng hàng hồ điệp này nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận hơn rất là nhiều, nên mọi người đừng nôn nóng nhá. Một cái cây hồ điệp khủng long này lãi rất là ít, nhưng mà em muốn là chia sẻ cho anh chị đến cái giống cây nó đẹp để cho anh chị chơi những cái con khủng long. Giá thì rẻ mà lãi ít cực kỳ luôn. Em rất là ngại đóng khủng long, đây là chia sẻ thật sự. Em bán để gọi là có đơn để gửi đi cho anh chị thôi, chứ thực ra là đóng những cái cây này á rất là ngại luôn. Đấy, nên là rất mọi người mong mọi người là hoan hỉ thông cảm cho em cái thời điểm này. Đấy, hàng đơn nó nhiều đi không được nhanh như mọi khiên. Đây ạ, và sao hôm nay là hôm nay nhà em cũng về rất là nhiều những mẫu hàng mới. Đây, mời anh chị cùng chuyển đi ra phía bên ngoài. Hồ điệp rồi vũ nữ rồi là các thứ, cả địa lan nữa. Mọi người thích chơi hàng gì thì comment cho em nhé. Địa lan hôm nay cũng rất là nhiều loại này, màu vàng lưỡi đỏ này, rất là xinh. Đấy, và bây giờ thì em xin lần lượt điểm qua từng loại mặt hàng báo giá đến các anh chị ạ. Hôm nay thì em về thêm một cái mã hàng ngồng của cái dòng đỏ địa chủ anh chị ạ. Cái mặt hoa này Tết năm ngoái em bán hàng hoa, tuy nhiên thì hàng nó chỉ là dòng hàng đại, nhưng mà cây nó một ngồng thôi. Còn ngày hôm nay thì em chia sẻ anh chị nhé, toàn bộ cây của nó cốc 3.5 nhé, rễ thì cực xanh khỏe luôn. Và cây của nó là hai ngồng hoa rất là mập đẹp. Hôm nay thì em chia sẻ anh chị một cây hồ điệp đỏ địa chủ với giá là 90.000 một cây. Đấy, em nghĩ là cái mã này mà anh chị không săn là lần sau mà mình chỉ mua được cái hàng một ngồng nữa. Đây là hôm nay là tất cả những cái hàng hai ngồng là nhà vườn người ta đã gửi hết cho em rồi. Đấy, lô sau mọi người đặt thì khả năng chỉ còn một ngồng, mà giá một ngồng cho anh với hàng hai ngồng chỉ có 5.000 một cây thôi ạ. Đảm bảo anh chị là hôm nay nhá, cái lô hàng đỏ địa chủ này sẽ là một cái đơn lô hàng rất là tuyệt vời cho anh chị sưu tầm ạ. Điệp ngọc trai đen, hàng đột biến anh chị nhìn này. Người ta gọi là ngọc trai đen thôi, nhưng thực ra nó là một cái màu đỏ rất là bóng, rất là ánh anh chị nhá. Khuôn hoa của nó này sun sun xoăn xoăn, cánh viền trắng rất đẹp mọi người ạ. Các anh chị nhìn bên ngoài thưởng thức cái mặt hoa này, nó như một cái bông hoa giả mà mình thật sự là nó tạo nên một cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Cái ngọc trai đen thì lô này hôm qua em bán gần như là cháy hàng, còn đâu đó tầm hơn chục bột bầu thôi anh chị nhá. Đấy, bác nào hôm nay săn hàng thì em có cái loại một ngồng hoa này, nó đang bông hoa mà nó cả còn cả nụ. Loại này thì nó không có nhiều bông như loại hàng đại đâu, nhưng mà hoa của nó thì là dòng mini, anh chị phải ghép 2-3 chậu thì một chậu nó mới đẹp. Không thì sưu tầm giống thì lấy có thể thưởng thức 1-2 chậu. Và cái ngọc trai đen này thì em chia sẻ anh chị một cặp bầu này là bầu 3.0. Hoa rất đẹp, để anh chị với giá là 85.000 đồng một chậu nhá. Mã này em đang đặt thêm nhưng sợ khả năng là hết hàng đẹp rồi. Đang không biết là còn hàng đẹp không, nhưng mà nhà vườn ta chưa báo. Mã này hôm qua đúng là một cái mã hàng gọi là gây sốt trên thị trường luôn. Màu rất xinh, nhìn như bông hoa hồng đen luôn anh chị ạ. Đây là mã ngọc trai đen đột biến nhá, mọi người đọc cho em nhá. 85.000 một ngồng hoa. Sẽ lên anh chị một cái màu hot và cũng rất là ít có, đó chính là cây bò sữa, nhưng mà hàng đột biến anh chị ạ. Cái bò sữa hàng đột biến thì là hoa của nó này, những cái bông hoa của nó rất là độc lạ, bông của khuôn to. Nếu mà so với dòng hồ điệp đại thì đây là một cái bông mà nếu mà đo về cái chiều dài bông, độ to bông thì nó là một cái bông rất là đại, bông to đấy ạ anh chị ạ. Và hàng hôm nay em về là hàng hai ngồng hoa nhé. Đây em vừa nhắc thử cho anh chị một cái cây hai ngồng của cây bò sữa. Thì mọi người biết không, cái hàng bò sữa hàng đại này ít thường nó chỉ có một ngồng thôi. Còn hàng hôm nay là hàng hai ngồng mà nó vẫn còn lốm đốm những cái bông hoa, những cái nụ hoa ở dưới, nên là cái cây này chơi còn rất là lâu. Hàng này là hàng Đà Lạt ạ. Hàng Đà Lạt, cây của nó rất là đẹp, rất là chất lượng. Nhìn cho em tình trạng cây. Hàng này hôm vừa rồi em tham khảo một số shop người ta bán hàng một ngồng thôi đã rơi tầm 190.000 rồi. Đấy là hàng một ngồng nhá. Mà hôm nay em về anh chị hẳn hàng hai ngồng luôn. Hẳn hàng hai ngồng, hàng hai ngồng này hàng Tết nó cũng phải rơi tầm 250. Cái loại này thì cây của nó sẽ lá nó sẽ hơi vàng hơn so những cái loại khác. Đây, lá nó sẽ hơi hanh hanh vàng nhá. Cái vàng này vàng bản chất của cây. Đây, lá sẽ vàng vàng xanh xanh như này. Cây thì hoa của nó hàng hai ngồng hoa. Và hôm nay em chia sẻ anh chị hàng hai ngồng cây to bông đại như này
bông cực to nhá. Em chia sẻ anh chị với giá là 200.000 đồng một chậu. Đấy, một chậu tận hai ngồng hoa và hoa đại. Hàng hoa đại rất ít nhà vườn người ta làm cái hàng hai ngồng hoa, nhưng riêng vườn này là em nhập được cái lô hai ngồng hoa này rất là chất. Đấy, một chậu là bằng anh chị mua hai chậu rồi. Giá chỉ có 200.000 thôi ạ, bò sữa đột biến. Hồ điệp tím chốc. Thực sự đây là một cái mã hàng, đối với đánh giá của em là một cái mã hàng đột biến với một mặt hoa rất là to, xuất sắc luôn. Chỉ có một điều là cái cây của nó lại không đẹp một chút nào, tức là cái cây của nó dòng này nó lại rất lá chân. Đấy ạ, cũng có cây thì nó còn 3 lá, có cây thì còn 4 lá. Và hoa của nó thì nó cũng nở căng hết rồi. Cái hoa này thì anh chị nếu mà muốn chơi hoa mà lâu dài ấy, thì cái này thì nó cũng chỉ chơi được một thời gian ngắn nữa thôi. Nhưng mà so mặt bằng chung với những cái hàng hoa khác thì cây hồ điệp nó vẫn là dòng mà chơi rất là bền. Hôm nay sẽ chia làm hai mức giá nhé. Hàng này em cũng không có nhiều đâu, chỉ duy nhất 20 cây mà đóng đi cho khách chắc cũng chỉ dư tầm hơn chục cây nữa thôi. Thì cái loại 3 lá như thế này, 3 lá này em sẽ chia sẻ anh chị với giá 101 một chậu. Đấy, còn hoa thì nở hết rồi nhá. Cái hoa này em không có bảo toàn cho anh chị nữa. Bởi vì nó nở hết rồi. Bán giống thôi, tại vì đây là hàng Đà Lạt mà em nhập ra anh chị, hàng Tết của nó tầm 230 đến 250 một cây chứ không có bán 101 một cây đâu. Bông thì siêu đại. Còn cái loại mà 4 lá như này em để anh chị 140 nhá. Đây, hôm nay chia làm hai mức giá. Cái loại mà còn 3 lá thì 101, còn loại 4 lá là 140. Còn trong quá trình vận chuyển nó vẫn sẽ có sự dập dạp không nhẹ như thế này thì mọi người thông cảm nhá. Không tránh được cái sự dập dạp đấy. Đấy, hàng này chơi hoa thì vẫn chơi được, còn đâu là mình sẽ sau đó mình cắt đi làm giống. Đây, hoa của nó vẫn đẹp như này. Thật sự là bông của nó to lắm. Nó nở đến những cái bông cuối cùng mà nhìn nó mê ạ. Một điệp trắng chớp hàng đột biến ạ. Đây, cả những cái bông trắng chớp này, cái bông của nó sẽ là màu trắng nhá. Cái ánh của nó ánh nó có cả ánh luôn. Nếu mà nhìn bên ngoài này anh chị nhìn thấy cái ánh của nó phát ra đấy. Cây của nó thì đang nở hoa hết rồi nhưng mà cái này thì về anh chị vẫn chơi được. Tuy nhiên thì các anh chị em bán anh chị cái giá chỉ có 150 một cây thôi nhá. Cái này để anh chị làm giống. Bởi vì riêng Tết mà mọi người đi tìm săn lùng cái mã trắng chớp này gần như là không có luôn. Bởi vì mã này là nó là hàng đột biến trong một cái lô trắng lưỡi đỏ. Lô trắng lưỡi đỏ sổ ra có bông nào hoa trắng chớp người ta nhặt hết cho em. Thì lựa từ hôm đấy giờ mới có 2 thùng mới có 40 cây thôi. Chia sẻ được một nửa cũng còn gần 20 cây nữa. Đấy, 150 một cây trắng chớp. Anh chị nào mua 3 chậu trắng chớp hôm nay 450 em miễn ship cho anh chị. Hàng cây đẹp cốc 3.5. Cái hồ điệp và hàng ngồng hôm nay thì em về cái mã đỏ đốm này anh chị này. Cái mã này thì số lượng ngồng trong cây của nó ngồng rất là mập nha anh chị nhá. Ngồng cực mập luôn. Ít nhất là trong một chậu nó sẽ là 2 ngồng trở lên. 2 ngồng có cây thì 3 ngồng. Và cái mã đỏ đốm này thì hàng ngồng nụ này em xin phép bán cho anh chị chỉ có 50.000 thôi. Mã này 50.000 là một cái mã hàng ngồng rẻ mà hoa rất là xinh. Các anh chị nhớ nhá, lô đỏ đốm này hôm nay là đẹp đấy ạ. Hàng hôm qua khách chốt chỉ còn tầm 40 cây nữa thôi, hôm qua chốt một nửa thôi. Đây ạ, tiếp tục về cái lô hồ điệp khủng long ạ. Có anh chị nào hôm vừa rồi đã bị nhỡ cái hàng khủng long của nhà em chưa ạ? Thì chắc chắn anh chị là cái lô khủng long nhà em thì đảm bảo anh chị là không làm anh chị thất vọng. Bởi vì thứ nhất nhá, cái bầu khủng long nó sẽ là một cái bầu 3.8, cây rất là to, hàng trồng bằng vỏ thông. Và rễ thì rất là nhiều, rễ là khỏe. Và cây là cây to, nhiều cặp lá. Cái hàng khủng long này thì hoa của nó thì em cũng không chính, tức là nhà vườn hàng người ta không có phân màu đâu. Nhưng mà em sẽ cung cấp anh chị những cái cây đẹp nhất, lựa cho anh chị những cái cây đẹp nhất để gửi đi. Và khủng long này thì một cây mà hàng Tết hoa ấy, em đi tham gia một số những triển lãm hoa lan Tết ở bên ở trên Hà Nội đấy. Người ta ghép mỗi cây khủng long mà cái ngồng hoa nó dài nó phải 15 đến 18 bông thì nó rơi tầm 1 triệu một bông một cây đấy. Thì em nghĩ là chắc chắn anh chị là sưu tầm một cái cây để làm giống thì em nghĩ mọi người sẽ có một cái cây đẹp cho một cái lứa hoa Tết năm nay, có thể là sang năm. Và giá hôm nay em chia sẻ chỉ có 85.000 đồng một chậu thôi. Đây, cái mã khủng long hôm qua em chốt cho khách thì nằm ở bên kia. Còn đây là cái mã mà em chưa chốt cho khách. Nhưng mà cây của nó, cái thùng này, mấy cái thùng này về rất là đẹp anh chị ạ. Đây, ra hàng cây đều tăm tắp luôn. 85.000 một chậu nhé. Hàng này đi đơn ít nhất từ 2 chậu cho em. Đấy, anh chị nào hôm vừa rồi em chưa có thời gian gọi điện cho anh chị thì anh chị chủ động gọi điện cho bên shop để chốt đơn hàng ạ. Tiếp theo đó chính là mãn thiên hồng ạ. Mãn thiên hồng thì hàng này của nhà em thì sẽ có cả hàng một ngồng và cũng có cả những cây hai ngồng, nhưng mà cây hai ngồng thì nó sẽ lá nó sẽ hơi xấu một tí nhá anh chị nhá, hơi xấu một tí thôi. Và hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị với giá là 85.000. Hàng này là hàng cốc 3.0, cây to, cái mãn này mãn ngồng dài, hàng phân nhánh ạ. Cũng có cả loại một ngồng ấy, một ngồng thì nó sẽ phân đây là hàng hai ngồng này. Hàng hai ngồng thì cũng có thể là cái cây nó lá nó hơi xấu một chút, còn hàng một ngồng thì lá nó đẹp. 85.000 thôi, còn ít mãn thiên hồng. Nói về độ hoa của mãn thì rất là bền.
À, tiếp theo thì em giới thiệu cho anh chị một cái dòng địa lan hôm nay mặt hoa rất là xinh luôn. Cái ngọng hoa của nó để bàn thì cực tuyệt vời, màu của nó là màu vàng, lưỡi của nó lưỡi đỏ. Đây là dòng địa lan chim lửa nhá mọi người nhá. Các anh chị ơi, hàng của nó em thấy nó đang nhú ngồng nhiều lắm. Đây là hàng hoa mới nở này, đây là nụ này, đại còn đang đầy cả những cái ngồng nhỏ nhỏ dưới này, ví dụ như cây này nhá, những cái mầm nhỏ nhỏ dưới là đang đầy ngồng ạ, đầy rất là nhiều ngồng luôn. Đây là địa lan chim lửa, một cái dòng hoa lan mà màu hoa rất xinh, để bàn cực đẹp. Tất cả đều là đang bói ra một vài bông này và đang có cả nụ này. Đây các anh chị nhìn này, đang có cả nụ này, cả hoa và đang lên nhiều nụ nữa. Hôm nay thì em chia sẻ anh chị những cái con chim lửa này nhá. Địa lan mấy năm trước thì giá thẳng cao lắm anh chị ạ, đắt cực kỳ là đắt luôn. Hôm nay chia sẻ cho anh chị những cái chậu mà đang nụ đang hoa như thế này. Giá là 170.000 đồng một chậu thôi ạ. 170.000 đồng một chậu địa lan chim lửa nhá. Bông hoa rất xinh. Cái dòng này để bàn rất xinh luôn, màu vàng lưỡi đỏ này. Em thích những cái dòng địa lan này bông to mà để bàn rất tuyệt vời. Đấy, bác nào thích thì hôm nay sưu tầm lấy một chậu. Em sẽ nhặt anh chị những cái chậu mà nhiều nụ nhiều hoa nhá. Đây, bói ra nhiều hoa lắm anh chị ạ. Còn chưa kể những cái ngồng ẩn nó đang lên nữa ạ. Tha hồ chơi hoa. Lan vương biện rồng xanh ạ. Cái dòng này chơi thân lá thôi cũng đã phê rồi, bởi vì nó là cái dòng lá biên phát tài ạ. Hàng này mấy năm trước thì đến mấy cái mùa Tết thì em đảm bảo anh chị là cực kỳ là đắt tiền. Đấy, nếu mà những cái năm về trước thì cái địa lan vương miện giống xanh á, hàng Tết đã phải rơi tầm hơn 400 một chậu, nó chỉ tầm khoảng 4-5 ngồng thôi. Còn ngày hôm nay nhá, em chia sẻ cho anh chị này những cái cây địa lan vương miện giống xanh hôm nay chậu to. Cây thì nó vừa hoa vừa nụ nhá anh chị nhá, cả hoa cả nụ. Tầm này thì anh chị chơi có thể mua để làm quà tặng ngày 20 tháng 10 cũng rất là hợp lý ạ. Đây, cái hàng này vừa mở ra nên khuôn bông nó hơi bị bẹp một chút. Nhưng mà giá hôm nay thì em chia sẻ cũng chỉ bằng cái giá để anh chị làm giống thôi. Đây ạ, nó có cả ngồng hoa vừa hoa nhá, nó có cả nụ nhá. Đây, khi mà em nhặt cho anh chị này em sẽ nhặt cả hoa cả nụ. Đây, ví dụ như thế này, em còn chưa dỡ hết ra, cả hoa cả nụ ạ. Địa lan vương miện giống xanh hôm nay chậu to này em để cho anh chị 150. 150.000. Một cái mức giá không tưởng tượng được nổi luôn. Đấy, hàng rất đẹp, 150 một chậu ạ. Vừa rồi là Vũ Nữ Sô-cô-la hàng chậu size bé nhá. Còn bây giờ em sẽ lên anh chị là size khủng, anh chị xem này. Cái ngồng hoa của nó, những cái chậu size khủng này nó nhiều năm tuổi hơn nên ngồng hoa nó có chạm đến cái độ dài nó phải hàng mét luôn anh chị ạ. Cây nó rất là dài mà dòng này hoa nó cực thơm luôn anh chị ơi. Đây anh chị, chồng em đang bê cho anh chị là một chậu sô-cô-la. Chậu rất là to, rất là đẹp. Đây là chậu ngồng dài. Còn nếu mà anh chị muốn chơi ấy lâu bền hơn thì anh chị lấy cho em những cái chậu mà ngồng nó chưa phân nhánh như này. Hôm qua có mấy anh đến, các anh ấy thì toàn chọn những cái chậu mà ngồng nó ngăn ngắn như thế này. Để tại sao ạ? Cái này ạ, họ bảo là chơi từ giờ đến Tết, Tết Nguyên Đán anh chị nhá. Sô-cô-la thì hoa nó rất là bền mà độ phân nụ ấy còn thời gian còn lâu nên có thể là anh chị chơi từ giờ đến Tết được ấy. Một chậu này nó to, nó lùm nhiều thân như này luôn. Đây các anh chị ơi, một chậu cho anh chị là chậu to, chậu lùm. Ôi dồi ôi, thực ra là cũng có mấy chậu bé hơn ấy, nhưng mà em vẫn sẽ lựa cho anh chị những cái chậu lùm nhiều thân trước nha anh chị nhá. Đây, những chậu lùm nhiều thân trước. Còn mấy cái chậu bé này ạ thì em sẽ bán sau. Thì cái giá mà em nhập vào nó cũng cùng một mức giá thôi. Sau này em phải chấp nhận là bán những cái cây này bán lỗ, giảm giá đi. Nhưng mà chậu bé thì em thấy củ nó cũng to. Đồng giá là 220 một bụi nhá. Cái này anh chị đi cả thị trường xem, cái loại mà từ 3 ngồng nụ trở lên như này họ bán từ 250 trở lên ạ, chứ không bán 220 đâu. Đấy, anh nào mà thích chơi luôn thì làm cho em cái chậu đang nở hoa này. Đấy. Còn anh chị nào mà muốn lâu dài, anh chị làm cho em cái chậu hàng nụ, đảm bảo anh chị là hoa vừa bền mà chơi rất là lâu, bụi hôm nay to, 220 nhá. Thanh đạm Indo, hàng khủng chậu to nhá, mọi người nhìn có mấy khi có lô nào mà cây to lá đẹp như này không? Một chậu này. Này, chậu số 2 này, to đẹp chưa? Hàng mới về này, 2 này. 3 này, cây này thì gióng cao, ít thân hơn nhưng mà cây của nó cao. Mầm rất là đẹp, 3 này. 4 cây này. Rất là đẹp luôn. Và hôm nay em chia sẻ đây, cái lá này nó già, nó hòa vàng đi không sao cả. 220 một chậu thanh đạm Indo thôi, còn đúng 4 chậu ạ. Dạ, vừa rồi là Vũ Nữ Hoàng Hậu Xanh, nhưng hôm nay em lại về thêm cái mẫu báo đốm. Bữa trước em về cái báo đốm mà đầu tiên về thì chẳng có anh chị nào hỏi, xong đến lúc mà hỏi thì lại hết hàng. Đây là hôm nay cái báo đốm này hôm nay về nhá, bụi siêu to đùng luôn nhá. Rất là to, rất là khủng luôn anh chị ạ. Mà cái bụi này đáng ra phải hơn 200 đấy, trên 200 một bụi, xứng đáng. Quá xứng đáng luôn. Em có tầm khoảng vài bụi em chia sẻ anh chị một chậu to đùng này với giá là 170.000. Màu này màu báo đốm nhá. Hôm nay có hai loại, hoàng hậu xanh và hoàng hậu báo đốm. Ở đen rồi nắng chớp bịp thì em còn một vài mã như sau ạ. Mã này là mã số 1 nhá, cây tơ. Đợt này cây tơ và rất là cao đẹp nhá, 210.000 đồng mã số 1. Mã số 6 chớp bịp cũng 201 đúng không anh? Mã số 6 chớp bịp nó cũng là một cái cây tơ rất là đẹp, rất là mập, 201.
Mã số 10 nhá, mã số 10. Ôi dồi ôi, cây này to cao mà đang nhú nụ này các anh chị này. Đây là cái lá của cái thân con, nó bị vàng lá là nó bị xuống lá là bình thường nha anh chị nhá. Còn đâu thân của chậu này á, nó 3 thân. Rất là dài và cây còn đang nhú nụ cơ. 230 mã số 10. Và mã số 5. Mã số 5 trước bịp bao nhiêu anh? Mã số 5 cây này đang nhú nụ ạ. Mã số 5. Con này cũng 201. Đấy còn 2 3 cây 201 và 1 cây 230. Con số 10 đến 230 thì to đều nhau. Nhưng mà đánh giá lô chấp bịp lần này đẹp, về có chục cây mà đã gần hết rồi. Cả nhà ơi, hôm nay sẽ là một cái lô hồng lô mộng cực kỳ là hot anh chị ạ. Thật sự là một cái lô này em về em rất là mê. Đây, em vừa dỡ ra thử một chậu. Tại vì sao em gọi là mê? Bởi vì cái chậu hồng lô mộng hôm nay á, nó là một cái chậu phải nói là siêu siêu vòi anh chị ơi. Cực cực nhiều vòi, xung quanh là vòi luôn. Nếu mà so với lô hôm vừa rồi đây ạ, lô hôm vừa rồi em bán anh chị đầu tiên là 90, xong đó giảm cho 80, thì cái cây này khi mà đứng cạnh cái cây loại mới này này thì nó sẽ lạc lõng hơn hẳn luôn. Đấy, loại này thì hộ trung bình chỉ tầm 3 đến 4 vòi thôi là cùng thôi, nhưng mà ngồng nó ngắn. Còn loại hôm nay nhá, em về cái hàng siêu vòi và ngồng cao. Hàng này em tri ân anh chị nhá. Số lượng nó có tầm khoảng 50 chậu và tri ân anh chị. Đây, chậu nào cũng vậy luôn. Đây này mọi người này, vòi rất là nhiều, nhiều vòi, cực kỳ là nhiều vòi luôn. Cái hàng này hôm vừa rồi họ bán 150 đấy, nhưng mà đợt đấy thì em không săn được cái lô hàng này. Họ bán cái đợt mà họ thị trường họ đang bán cái loại này 150, cái hàng nhiều ngồng này em không tìm được cái vườn nào có ấy. Mà hôm nay em tìm được cái lô này đẹp mê. Màu này là màu đỏ nhá, màu hồng lô mộng đỏ. Hoa rất bền và hoa của nó bền nhưng mà nó lại thơm nữa cơ. Riêng hồng lô mộng mọi người chơi hương thơm ngào ngạt luôn. Hôm nay em chia sẻ một chậu này này. Giá cho anh chị 120. Cái này thị trường bán không dưới 150 luôn. Một cái cây 120, cực kỳ là nhiều vòi hoa. Cái loại này hoa nó bền, cái này anh chị để bàn xinh lắm. Mà màu đỏ thì em nói thật, một màu rất là may mắn. Còn những cái loại này em vẫn đoán 80 nhé. Cái loại này, cái loại ít ngồng này thì em có màu trắng và màu cam là 80. Còn cái loại là 120 thì là màu đỏ nhá. Dendro Xuân cập bến một lô hàng mới toanh luôn. Và hôm nay cái hàng Dendro Xuân này về cái màu hoa màu tím đậm nhá. Một trong những dòng hoa phải nói là cực hot cho anh chị. Tím họng đen, cây cao ạ. Lại tiếp nối cái lô hôm trước nha anh chị nhá. Cây siêu cao to đùng và thây, cây của nó toàn bộ thân tơ rất là nhiều. Và ngày hôm nay em xin phép chia sẻ cho anh chị một cái cây chậu này trung bình từ 5 thân trở lên. Cũng có chậu 6 thân. 160g một chậu Dendro Xuân màu tím đậm. Và loại này thì anh chị mua cho em 3 chậu, hôm nay em sẽ bảo phí ship anh chị nhá. Hàng rất là đẹp. Đây mọi người ơi, cái lô Dendro hôm nay em ôm cho anh chị tận mấy thùng cơ. Nên là thoải mái đặt hàng. Thân của nó rất là to, to hơn cả ngón tay cái. Tình trạng cây đang trong giai đoạn thắt ngọn hết rồi. Đây toàn bộ là hàng để anh chị chơi Tết. Một cái dòng chơi Tết quá đã. Bởi vì độ bền loại này chơi đến tận 2 tháng mới tàn cơ ạ. Dendro Xuân hoa vàng thơm mọi người ơi. Đây là dòng vàng hoàng kim thuộc dòng Dendro Xuân thơm nhất của các dòng Dendro Xuân. Đấy, hôm qua có hôm trước có mấy cái lô em về em đã thanh lý hết rồi. Lại về thêm này anh chị. Nói chung từ giờ đến Tết thì em nghĩ là cái sản phẩm này vẫn luôn là cái mặt hàng được gọi là chiếm được cái thị trường của dòng Dendro Xuân. Ôi, bụi hoa nó đẹp, nó cao quá anh chị ơi. Nó cao, nó to, nó đẹp, nó dài. Thậm chí là rất là nhiều thân luôn. Này, đây, nhắc thử anh chị tạm 4 chậu nhá. Nhắc tạm 4 chậu anh chị xem. Và cái Dendro Xuân này là hoa màu vàng, vàng hoa màu vàng hoàng kim, hoa của nó màu vàng tuyền thôi. Nhưng đây là một cái dòng Dendro thơm nhất trong các dòng Dendro Xuân. Em sẽ chia sẻ cho anh chị một cây cao to đẹp như thế này, giá là 140.000 thôi nhá. Cái này thị trường họ bán không rẻ như này đâu. Đây, năm ngoái cái đợt mà nó ra hoa, nó thân nó chỉ lùn tầm hơn gang thôi. Nhưng là này cây cao, nó hơn 2 gang của em. Đấy, 140 một chậu nhá, 140 một chậu. Hôm nay bởi vì số lượng em về nhiều nhá. Bữa trước anh chị nào mua cái này kể 5-6 chậu em cũng không bao ship. Nhưng đối với các anh chị mà hôm nay mà mua số lượng 3 chậu em bao ship đúng không ạ? Duy nhất trong cái phiên bán hàng đợt này em về nhiều hàng quá thì em sẽ chạy chương trình là đẩy hàng mua 3 chậu Dendro Xuân hàng màu vàng hoàng kim này, tức là 420k là em sẽ miễn phí ship về tận nhà. Đây ạ, đây là một thùng thôi. Em còn một thùng nữa ở ngoài vườn cơ, bởi vì lô này nó đẹp nên là em ôm luôn một thùng luôn, hai thùng luôn. Chứ không cái lô này mà không lấy thì lại tiếc. Mà lấy thì nhiều quá nên phải bán chạy số lượng như này. Bác nào đợt này mua số lượng nhiều là vừa được ưu đãi vừa rẻ đấy. Vũ nữ váy vàng ạ, một trong những dòng vũ nữ gọi là độ bền hoa cực kỳ là cao. Dòng này là váy to nhá mọi người nhá. Có những loại váy vàng nhưng mà bông của nó váy nó rất là nhỏ. Đây này váy to nên bông của nó sẽ to hơn. Màu này rất là tươi và hoa của nó bền. Đây hàng mới về thêm một lô nữa. Và cây hôm nay em thấy là bụi thứ nhất là nó nhiều thân hơn hôm trước. Và thứ hai là cây cũng có nhiều nụ hơn. Nó đang lốp bốp nở một vài bông. Và em chia sẻ anh chị hôm nay một cây váy vàng với giá là 55.000 một cốc nhá. Chỉ có 55.000 một cốc thôi, vũ nữ váy vàng.
Em còn một vài chậu châu đôi này, chậu 2 cây này. Một chậu là sẽ là 2 cây trong một chậu. Giá là 150 một chậu nhá. Hàng này hàng nhiều màu, không phân màu, hàng xổ số ạ. Tông sunray ạ, dòng hoa vàng, mắt đỏ nhung, hàng của Thái Lan. Cây này thì bông to, sai hoa, vòi dài. Em xả nốt cả đôi nhá. Nếu anh chị mua lẻ thì em sẽ tách cho anh chị làm 120 một cây. Còn nếu anh chị mua hết cả hai thì em sẽ để anh chị 200, bởi vì cái hàng này còn có hai chậu cuối thôi. Cái lô lúc mới về em bán cho anh chị 150 hết một cây đấy. Nhưng mà còn ít, xả luôn 200 hai cây. Thanh lý cho anh chị lô hồng cánh sen, em còn hai chậu duy nhất. Cái loại này là loại chậu size to mà đợt vừa rồi em bán 190 ạ. Đây em còn hai chậu này. Thanh lý cho anh chị nhá, 130 một chậu. Đây còn hai chậu 130 một chậu. Con này về anh chị phải cố định cho em bằng cái que vào, tại vì cái này nó đang hơi bị ngả nghiêng một chút. Con này cũng 130 nốt đi. Bán nốt cho anh chị 130 nốt. New Hammer dòng lá mít. Dòng new này nó không có nhiều thân như những loại cắt khác, nhưng mà dòng này lá mít thì mà hoa của nó rất là độc láo. Cây của nó đang có mèo nụ ạ. Em chia sẻ cho anh chị một cây New Hammer lá mít này với giá là 120.000 đồng một cây ạ. Tại Đai Châu hồng gấm nhá anh chị nhá. Hôm nay em về size to, hàng bầu chậu gỗ. Và hôm nay thì em sẽ quay cho anh chị theo hình để anh chị chọn nó dễ hơn nhá, bởi hàng nó ít. Đây là mã số 1 này, một con hồng gấm. Lá xếp đẹp này. Con này em để anh chị là 250k, 250. Đơn từ các anh chị đặt em một chưa nhặt hết này. Mã số 2 ạ. Một con này cũng rất là to này, lá xếp ngắn này. Con này cũng giá 250 nhá, 250k. Đây anh chị nhìn cho em này, nụ của hoa của nó đang lên này. Mã số 2 cũng 250, mã châu này đẹp đấy. Ôi, còn số 3 này còn với to vĩ đại anh chị này. Đây này đang nhú một cái nụ này, anh chị nhìn chưa? Đây, nụ đang nhú này. Con này to lắm anh chị ơi, con này bao nhiêu cặp lá luôn. Con số 3 này là 208 này, to hơn hẳn chưa? Con số 4 này con rụt rịt này. Con này chỉ có mỗi điều là cái chậu nó bị bung ra thôi. Cái chậu này trồng lâu lắm rồi nó bị mục ra ấy. Anh chị về trồng cái con này thì đảm bảo anh chị là đẹp hết 2, 4, 6, 8, 10 cặp lá. 10 cặp lá anh chị ạ. Đây con này đang chuyển nhú một cái nụ ở đây nhá. Con 10 cặp lá anh chị nhá. Con này 270k. Con số 4. Con số 5 hồng gấm. Ôi con này cũng xinh chưa? Rụt gì chưa? 2, 4, 6, 8, 9 2, 4, 6, 8, 9. Con này 9 cặp lá nhưng mà chất lá rụt rịt cực kỳ là mê. Con này cũng 270 đi. Con số 5. Đây con đang nhú nụ rồi. Mấy con to này đang nhú nụ hết anh chị ạ. Con số 5. Và cuối cùng con số 6 nhá. Con này thì to. Nhưng mà nếu mà nói về rụt rịt con kia thì nó to hơn nhưng nó không rụt rịt bằng. Nhưng mà con này to vĩ đại đấy. Xem nào, con này có nụ chưa nào. Con này giờ hiện tại là chưa thấy nụ, nhưng mà em nghĩ là đợt tới này sắp chắn là sẽ có nụ hoa trời Tết. 270 con này. Con này to lắm. Mấy con châu hồng gấm to này thì vòi nó dài. Thế tổng cộng có 6 cây thôi nhá anh chị nhá. Thích mã nào thì chốt mã đấy ạ. Grab nữ hoàng bóng đêm. Thị trường đợt này họ đang sốt dần dần cái loại nữ hoàng bóng đêm này. Một trong những cái dòng grab mà hoa siêng, mà quan trọng hơn là cái dòng grab này hoa lại rất là thơm. Bụi em về là cái bụi lùm size to, nhiều thân. Và giá em để anh chị có 90.000 một chậu nhá. Riêng cái grab này giá cực kỳ là có sự biến động. Có những nơi họ bán anh chị có những cây này nó lên tận 150, 180 một cây đấy ạ. 90.000 một cây là một mức giá rất là tốt mà anh chị chốt được cái lô hàng này cực kỳ là đẹp. Brat con chim xanh ạ. Đã, anh chị đã từng nghe đến cái dòng brat này chưa? Nó cũng tương tự như cái dòng brat nữ hoàng bóng đêm thôi. Hoa nó nở quanh năm. Cái này nó có cái lưỡi nhá, có cái lưỡi màu đốm rất là xinh, và cái cánh của nó sẽ là một cánh màu xanh và cánh rất là bay. Cái cây này là hoa của nó đang kiểu như là vận chuyển, nó bị bẹp cái mặt hoa, chứ không thì khi mà nó bay nó nở thì cũng rất là xinh và đẹp. Đây em mời anh chị cùng ngắm cho em con brat con chim xanh ạ. Khuôn bông to mà bụi siêu bự luôn chị ạ. Cái dòng brat con chim xanh này anh chị nào lấy nhá. Hôm nay em chia sẻ anh chị một chậu siêu bự này với giá là 120.000 đồng một chậu ạ. Mà thôi để anh chị 101 đi. Cái mã này là em bán anh chị đáng nghĩa là phải 120 một chậu, tại vì bụi nó to lắm. Nhưng tính cho anh chị 101 thôi. Hàng số lượng về cũng rất là nhiều nhá, thoải mái mọi người đặt hàng. Hàng này ít có lắm, riêng cái brat con chim xanh này rất là ít khi mới về ạ. Mini ra ra bụi khủng ạ. Dòng này hoa của nó sẽ là dòng chớp mặt cười ạ. Bông hoa của nó bụi to lắm anh chị ơi. Này, một bụi ra ra mà em nghĩ là nếu mà bình thường những chậu ra ra khác thì nó cũng không được to cao nhiều thân này đâu. Hàng này nó giống như kiểu hàng khủng ạ. Hàng bụi to. Cái loại này ra hoa thì cứ liên tục và chi chít nụ. Có những cây thì bây giờ nó đang nụ hoa nhưng cũng có cây nó chưa đẩy nha anh chị nhá. Tại vì nó sẽ đẩy sau và liên tục cho hoa. Hôm nay thì em có những bụi này thì bụi to, nhiều thân. Em chia sẻ cho anh chị với giá là bao nhiêu nhỉ?
100k một bụi nhá, 100.000 một bụi da da to bự này. Cái này nó tương đương bằng 2 chậu da da ghép lại ấy. Mà mỗi chậu bình thường em bán nó lại da da kia đã 60.000 đồng một chậu rồi. Đấy, cái này thì có 100.000 thôi. Mọi người mua một cái bụi bự luôn, về chơi rất là đã. Ở phía bên đây là Pensura nâu. Pen nâu. Nó là màu nâu và loại này là loại mới. Đây pen nâu nó ít thân hơn. Nhưng mà như thế này gọi là cũng là gọi là mỹ mãn rồi ạ. Nhiều lô pen nâu á, cây nó bé tí, nó thấp lùn mà nó không được to này đâu. 90.000 đồng một chậu pen nâu. 90. Có cây thì nhú nụ, có cây thì nó đang đứng ngọn chuẩn bị nhú nụ hoa nhá. 90k một chậu. Loại này về có 5 chậu, hàng bụi lớn thôi. Tenzo hồng phấn thì hôm nay em chỉ có 2 cây thôi. Về hôm nay có mỗi 2 bụi to như này này. Hồng phấn này mọi người này, bụi lùm to đùng luôn. Đấy, có những đợt về nó bụi nó rất là bé nhá. 120 một bụi, một dề to, một bụi hồng phấn. Hoa xiêng mà rất là dài. Dòng này chơi quanh năm. Đây có cây đang nhú nụ ở đằng trên đầu ngọn này. Vanda tím blue ạ. Những cái cây vanda lá xếp thẳng tắp đều tăm tắp như thế này. Cây thì bao đẹp bao xinh mà cây rất là to. 150.000 đồng một chậu nhá. 150 một chậu. Vanda tím blue. Hoa thì bông của nó rất là đẹp và rất là bền, màu tím đậm. Vũ nữ hồng lâu mộng thì bây giờ em chỉ còn có 3 màu thôi ạ. Cái màu này là màu cam. Trong danh sách thì cái màu cam này em thấy nó sẽ nhiều thân nhất, nhiều vòi nhất. Loại này thì hôm trước là nhập về bán 90 đấy. Hôm nay thì em đang sale anh chị có 80 thôi. Ở đây là màu, đây là màu gì? Ở đây cũng là màu cam. Màu cam còn nhiều nhá, màu cam lửa là ít có này, màu cam đậm đấy, không phải cam nhạt đâu. Còn đây là màu hồng này. À quên, còn đây là màu trắng này. Màu trắng cũng 80. Hình như còn một màu nữa này. Còn một màu hồng nữa nhưng mà không biết lẫn ở đâu rồi. Nói chung là hôm nay em để cho anh chị với giá 80.000 một chậu hồng lâu mộng thôi. Có bác nào hôm nay mua 3 chậu thì em sẽ miễn ship cho anh chị nhé. 38324. Hôm trước bán cho anh chị 90.000 mà mua 3 chậu cũng không miễn ship ạ. Này còn ít thì vừa bán vừa sale ạ. Cát vàng son môi cánh chớp ạ. Đấy, đây là cái dòng cát hai lá bụi chùm và hoa của nó này. Hoa sẽ là màu vàng tươi. Khi mà nó tàn nó sẽ chuyển sang màu vàng cam và hoa của nó cánh chớp nhá mọi người ơi. Nhìn cho em bông hoa cánh chớp. Dòng này hoàng cát chùm hai lá. Hàng này số lượng có ít và đây là những cái chậu size to á. Anh chị ơi, nó cũng không phải là dầu bồ size bé đâu. Hàng này giống nó đắt nên là nó ít hơn. Em chia sẻ anh chị một cây vàng lưỡi vàng son môi cánh chớp này là 200.000 đồng một chậu ạ. Cây châu lai với hoàng tử đỏ ạ. Cây này thì siêu to, nó một con châu khủng luôn. Dòng này thì hoa nở quanh năm, chơi rất là bền. Em chia sẻ cho anh chị là 150k một cây ạ. Và tiếp theo em giới thiệu anh chị sang một loại sô-cô-la nữa. Loại này thì không phải là cái sô-cô-la mà vừa rồi em giới thiệu. Đó chính là sô-cô-la màu đỏ nha anh chị nhá. Màu này là màu đỏ. Bông này này, cái bông của nó này, cái bông này sắp tàn này. Hoa của nó là màu đỏ đậm luôn. Màu đỏ đậm. Đấy, bông này sắp tàn rồi anh chị ơi. Đấy, và bụi hôm nay nó rất là nhiều thân. Chậu này là chậu size to. Nhìn cho em đây cũng là chậu size to. Và hôm nay em chia sẻ anh chị mới nhá. Một chậu lùm như thế này em để anh chị là 100.000. 100.000 đồng một chậu. Đấy, anh chị nào chốt sớm em sẽ lựa anh chị những cái chậu lùm và chậu to nhiều thân. Cũng có chậu nhỏ hơn ấy, những chậu nhỏ hơn này thôi nào em sẽ thanh lý sau. Nhưng mọi người chốt càng sớm thì sẽ được lựa những cái hàng đẹp. Đấy, đẹp chưa? 100k một chậu. Đảm bảo anh chị đang chưa nhập một lô sô-cô-la nào hoa màu đỏ mà với cái giá là có 100.000 đâu ạ. Cây này từ giờ đến Tết chắc chắn anh chị đã được chơi hoa Tết rồi ạ. Nắng hương neo samurai. Đây ạ, hôm nay em về cái lô này, về thêm một cái lô mới này. Nhưng thực sự là cái lô này em nhập là nó cao hơn một chút. Nhưng mà cây của nó cũng là cây đẹp cơ. Dề mẹ bồng nhiều con cơ ạ. Đấy, đây là dáng hương samurai. Hàng hôm nay một dề mẹ bồng con như này nhá. Em chia sẻ cho anh chị với giá là bao nhiêu ta? Có mấy bụi thôi anh chị ạ. To đẹp quá, 170k nhá. Có những đợt như loại này nó lên tận 220 một cây đấy, một chậu đấy. 170 một chậu. Cái loại này hoa nở quanh năm mà rất là siêng, dễ trồng, dễ chăm. Nó một dòng dáng hương chỉ treo thôi mà nó cũng sống ạ. Rất là đẹp. Vanda màu vàng lưỡi đỏ ạ. Anh chị ơi, cái mã này thì mã siêu hot ạ. Cái này khi mới nở nhá, nó sẽ là màu vàng tươi. Đấy, còn khi mà nở nó gần tàn rồi thì nó sẽ chuyển ra màu vàng cam cam như này, bông hoa to. Giống này là giống đắt tiền nên là cây của nó không to những loại vanda anh chị hay mua đâu. Màu này màu hiếm luôn. Đây, các anh chị nhìn cho em mặt hoa này. Em chia sẻ anh chị một cây vanda vàng lưỡi đỏ với giá là 140.000, 140.000 một cây ạ. Tử áo đỏ nhá, phải nói là từ rất là lâu rồi nhá em, nhưng mới về cái hoàng tử áo đỏ này. Gần như là cái mã này nhà vườn là người ta không còn nhiều. Đây ạ, hoàng tử áo đỏ thì cây nó cũng không to đâu. Nhưng mà con này thì hoa của nó phân nhánh rất là đẹp. Đây ạ, cây này là lô cây tơ đấy anh chị ạ. Cây tơ. Này, lá xếp rất là đẹp, toàn bộ là hàng tuyển chọn. Hôm nay em chia sẻ với chị một con hoàng tử áo đỏ này giá 140 một cây. Dòng này hoa phân nhánh ạ, nó phân nhánh, nó phân ra nhiều nhánh mà nó rất là nhìn, nó rất là xinh luôn. Hoa màu đỏ đậm, màu đỏ rực lửa. Đấy, ăn nắng ra hoa liên tục trong năm.
cây hoàng tử áo đỏ. Cô chốt Sonia, em vừa về cái lô này nhá. Cây thì cũng đẹp, nói chung là cây hôm nay thì nó còn tươi tắn ấy, chứ nhiều lô về nó còn tóp teo cơ. Đấy, trung bình nó cũng tầm đây thân này. Em nhắc cho anh chị thử vài bụi cho anh chị xem. Đấy. Và cây hoa của nó thì cũng có cây đang nở hoa, cũng có cây thì nó đang có nụ, cũng có cây thì nó bị thui nụ ấy. Thì tại vì cái này em chủ yếu bán giống thôi. Một cái cây Sonia này thì em chia sẻ cho anh với giá là 120.000 nhá. Đồng giá hết 120. Có tầm gần chục bụi và toàn bộ là hàng chuẩn hoa chớp cho anh chị. Đây này, hoa nào nở chớp. Châu đây châu này, đây châu bò sữa. Đây em có vài cây to em để chị là 28.000 một cây. Chắc là có tầm gần 20 cây thôi ạ. Hoàng nhạn nha. Hoàng nhạn này là hoàng nhạn Thái. Đây anh chị ơi, thậm chí hôm nay có những cái cây lá xếp mà bản lá em thấy nó cũng mít to đẹp ấy. Em quay anh chị theo cây như sau ạ. Mã này mã số 1 này, mã số 1 hoàng nhạn này. Em để cho các anh con này với giá là 150k. 2 4 6 8 10 cặp lá. Con số 2 2 4 6 8 9. 9 cặp lá, con này cũng là con lá ngắn này. Con lá ngắn rụt đẹp này. Con này cũng 150 này. Nhạn giờ nó rẻ đấy các anh chị. Con số 3 hoàng nhạn này. Con này cây mẹ đẻ cây con này cũng 150. Con số 3 nhạn đẹp. Con số 4 thì dài hơn nhưng mà lá nó sẽ không bản, nó không to. Lá xếp thôi. Lá xếp. Này chiều dài nó dài lắm, 2 4 6 8 10 11. Con này cũng bán cho anh chị 150 nhá. Nhạn đợt này em bán cho anh chị giá sưu tầm. Cái đợt vừa rồi mà cái con to như này nó rơi tầm 180. Ố, con này sao này nhỉ? Ủa, con này gãy ngọn mất rồi. Con này mới bị gãy ngọn rồi các anh chị ạ. Và sao? Con này thanh lý nhá anh chị ơi. Con số 5 này, con này cái ngọn của nó bị gãy mất rồi này. Con này để cho anh chị 70.000 này. 70.000 về dính này cho em. Và cuối cùng con số 6 rồi, con này to chưa? Con này 170 đi. Con này to nhiều cọc lá. Con 170. Vanda thơm ạ, có bác nào vừa rồi mà chốt Vanda thơm nhà em thì chưa có được không ạ? Một chậu nó là chậu 2 cây nhá. Chậu 2 cây Vanda thơm. Em để cho các anh với giá là 100.000 một chậu thôi. Để cho anh 100.000 một chậu.